Sở Công Thương Đồng Nai phối hợp với Bưu điện Đồng Nai tổ chức hội nghị đưa sản phẩm đặc sản của Đồng Nai lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart. Postmart là sàn giao dịch thương mại điện tử được sáng lập bởi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, vừa mới ra mắt vào cuối năm 2018 với tên miền postmart.vn. Đây là sàn giao dịch chuyên bán các sản phẩm đặc sản liên quan đến hàng thủ công mỹ nghệ, thực phẩm, thảo dược, trái cây và các sản phẩm đặc trưng của từng vùng miền trong cả nước. Theo Sở Công Thương Đồng Nai, hiện Sở đang khuyến khích các doanh nghiệp cá nhân trong tỉnh có các mặt hàng đặc sản liên quan đến trái cây, hàng thủ công mỹ nghệ nên liên kết và bán các mặt hàng của mình trên Postmart. Ngoài việc tổ chức hội nghị triển khai giới thiệu cách đăng ký bán hàng trên sàn hôm nay, sắp đến, Sở Công Thương tỉnh cũng sẽ có nhiều chương trình hỗ trợ khác để các cá nhân doanh nghiệp của tỉnh có cơ hội đưa đặc sản vùng miền lên sàn nhằm quảng bá sản phẩm, mở rộng thị trường và từng bước nâng cao chỉ số xếp hạng thương mại điện tử của tỉnh.